Chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn sử dụng của trung tâm trợ giúp Sapo. Khi thiết lập đồng bộ giữa hai ứng dụng Sapo Web và Sapo POS, sẽ phát sinh một số trục trặc như sản phẩm không được liên kết với nhau, đơn hàng không đổ về Sapo POS. Trong video này, Sapo sẽ gửi đến các bạn một số vấn đề thường gặp và cách xử lý trong quá trình sử dụng. Đầu tiên, bạn đăng nhập vào phần mềm quản lý bán hàng Sapo POS. Chọn cấu hình. Chọn kênh bán hàng. Chọn kênh bán hàng Sapo Web. Nhấn cài đặt kênh. Hệ thống chuyển sang màn hình của ứng dụng đồng bộ. Bạn hãy chọn mục sản phẩm. Chọn tiếp sản phẩm Sapo Web, lựa chọn danh sách sản phẩm lỗi. Lỗi sản phẩm chưa quản lý kho. Vấn đề này do sản phẩm trên web chưa được chọn quản lý kho. Để xử lý trường hợp trên, bạn chỉ cần nhấn chọn thao tác lại. Chọn số lượng tồn thực tế của sản phẩm và nhấn cập nhật là được. Lỗi sản phẩm trùng mã SKU. Do hệ thống website không bắt trùng mã sản phẩm SKU nên có thể bạn đã tạo hai sản phẩm bị trùng nhau. Để xử lý, đầu tiên bạn cần tìm tất cả các sản phẩm đang bị trùng mã SKU này. Sau đó, nhấn thao tác lại, đổi mã bị trùng sang một mã khác. Hệ thống sẽ tự động tạo sản phẩm mới đối với mã vừa đổi này và liên kết chúng với nhau. Lỗi kho âm. Do sản phẩm trên web có tồn âm nên hệ thống không cho liên kết. Để xử lý lỗi này, bạn cần vào chi tiết sản phẩm. Sửa lại số lượng tồn lớn hơn hoặc bằng 0. Sau đó quay trở lại màn hình đồng bộ, nhấn thao tác lại. Hệ thống sẽ tự động tạo liên kết sản phẩm mới này. Lỗi đơn hàng chưa được đồng bộ. Lỗi này nguyên nhân chính là do sản phẩm trong đơn hàng chưa đồng bộ về Sapo hoặc do hệ thống có vấn đề mà đơn hàng không về được Sapo. Để xử lý lỗi này, bạn vào trực tiếp mã đơn hàng trên website. Kiểm tra xem mã sản phẩm nào chưa được đồng bộ. Khắc phục lỗi. Sau đó, quay lại ứng dụng đồng bộ, nhấn thao tác để đồng bộ lại đơn hàng. Trên đây là video hướng dẫn các bạn cách xử lý các vấn đề thường gặp trong quá trình đồng bộ Sapo. Mọi thắc mắc cũng như thông tin liên hệ, các bạn có thể gửi đến email support@sapo.vn hoặc cổng hỗ trợ support.sapo.vn để được giúp đỡ và giải đáp. Chúc các bạn thực hiện thành công và có những trải nghiệm thú vị cùng Sapo. Xin chào và hẹn gặp lại!